Thưa quý vị, cách đây vài ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị lên tiếng nói rằng là các quốc gia đang tố cáo Trung Quốc đang tìm lợi dụng cái bệnh dịch để mà gây ảnh hưởng và bành trướng trong khu vực Biển Đông. Ông nói cái tố cáo đó là phi lý. Nhưng mà có phi lý hay không khi mà Trung Quốc đưa những cái tàu quấy phá những cái giàn khoan dầu của Malaysia, lập ra hai cái huyện Tam Sa và để mà cai quản cái khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và trong những ngày vừa qua, chúng ta thấy những hành động lấn lướt càng lúc càng nhiều khu vực Biển Đông. Thì liệu rằng những cái lời tố cáo của các quốc gia trong khu vực nói Trung Quốc lợi dụng bệnh dịch coronavirus trong khi cả thế giới đang bận rộn, thì ông Vương Nghị nói là vô lý, thì sự thật có vô lý hay không? Câu chuyện này đó, chúng ta hiểu nó như thế nào và phân tích ra sao? Và xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, một kính chào khán giả SPTN. Không chỉ có Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc, các giới chức Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc như ông Ngoại trưởng Mike Pompeo vì cái vụ Covid-19, mà ngay cả ông Đại sứ Daniel Kitchenbrink tại Việt Nam cũng đã tố cáo cái chuyện này ít nhất là hai lần. Một lần là cách đây được khoảng 2 tuần khi ông trả lời phỏng vấn đài VTC ở trong nước mà tôi có được coi. Ông tố cáo là Mỹ lợi dụng Trung Quốc lợi dụng cái tình hình Covid Biển Đông và bắt nạt các nước trong khu vực. Và mới đây cách đây độ chừng khoảng cũng 2-3 tuần, ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Mark Esper trong cuộc họp báo với là ông tướng Mark Milley là Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ ở tại Quốc giác đài cũng nói tương tự. Và tất cả mọi người đều nói như vậy. Bởi vì thấy cái hoạt động của Trung Quốc nó dữ dội. Và chúng ta thấy trong những ngày qua, trong chương trình trước tôi có trình bày quý vị là Mỹ đưa tổng cộng là khoảng 5-6 chiếc tàu, rồi một cái hàng không mẫu hạm, rồi thậm chí là đưa máy bay B-1 bay từ South Dakota bay qua Biển Đông. Và sáng nay trên chương trình SBT Morning chúng tôi cũng kể quý vị là ngày hôm qua Mỹ cũng đưa 2 chiếc B-1 bay từ căn cứ Dyess ở tại Texas, nó nằm ở gần thành phố Dallas Fort Worth, giữa Dallas Fort Worth với lại một cái thành phố của Texas, đại khái là từ Texas, bay cũng qua Biển Đông luôn, và với cái nhiệm vụ là coi như là răn đe hay là nhắc nhở Trung Quốc là chúng tôi luôn luôn có mặt ở đây, đại khái như vậy. Và trên màn hình quý vị thấy là những cái hoạt động mới đây nhất trên cái tàu USS America ở trong lúc đang có mặt tại vùng biển ngoài khơi Malaysia, mà có cái giàn khoan West Capilla của Malaysia, của công ty dầu hỏa của California, của Malaysia mướn để mà khai thác, thì tàu hải dương 8 của Trung Quốc đã đến cái vùng này cũng đi thăm dò, và có một số dầu tàu hải giám của Trung Quốc cũng đi theo. Thành ra Mỹ đều như vậy là tổng cộng tới, nếu tôi nhớ không lầm, là khoảng 6 chiếc tàu đến đây trong một thời gian khá dài, cho đến ngày 14 tháng 5 mới chấm dứt. Thế thì bây giờ người ta nói là Trung Quốc lợi dụng cái chuyện này để mà bắt nạt các nước Biển Đông. Và đỉnh điểm là quý vị nhớ là cái vụ tàu hải cả giám của Trung Quốc đâm chìm cái tàu đánh cá của Quảng Ngãi, của Việt Nam, ở ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc chiếm Việt Nam năm 1974. Nhưng mà ngày hôm qua giáo sư Kantheer, một cái ông cựu giáo sư Học viện Quốc phòng của Úc, ông lại có một cái nhìn khác đi. Đây là cái cảnh vào năm 2014 khi mà tàu hải giám của Trung Quốc đâm vào tàu Việt Nam, của tàu cảnh sát biển Việt Nam, vân vân. Thì ông nói như thế này nè, ông không đồng ý với chính quyền tổng thống Donald Trump. Các giới chức nói rằng là Trung Quốc đã coi như là dùng cái từ trong nước là gọi là manh động đó, tức là gia tăng cái sự hiện diện mình để bắt nạt các nước ở trong khu vực Đông Nam Á vì cái vụ Covid-19. Thì ông nói như này, nếu mà quý vị nhìn năm ngoái với năm nay thì đây là chuyện họ làm thường tình, chuyện thường ngày ở huyện,